Tập 5. Lily, cháu có tâm sự sao? Có phải việc học trên lớp có vấn đề gì không? Nếu bài giảng có vấn đề gì, có thể hỏi thiên nhân. Không cần đâu. Trẻ con còn ngây thơ lắm, làm gì có nhiều tâm sự. Nào, ăn miếng thịt đi. Thiên nhân, cháu cũng ăn miếng thịt đi. Cháu xem cháu gầy đi rồi. Cô Lê đúng là không biết ý gì. Đã biết cháu không thích ăn thịt mỡ rồi mà còn gấp cho cháu miếng to như vậy. Lạ thật, sao ba chưa bao giờ biết con có cái tật không thích ăn thịt mỡ. Con không ăn nữa được chưa? Thịt mỡ thì là thịt mỡ, con không thích ăn thì dù chết đói cũng không ăn. Cái thằng ranh này, bất kể người khác đối xử với mày tốt thế nào, lòng cứ lạnh như băng vậy. Lão Liễu, đừng giận nữa. Thiên nhân chỉ là muốn bênh vực cho mẹ mình thôi. Thực ra nếu xét từ bản chất, thiên nhân cũng là một đứa con hiếu thảo. Đứa con hiếu thảo thì ăn nói với người lớn phải lễ độ. Lẽ ra ngay từ đầu anh đã phải. Lão Liễu, mình ăn cơm đi đã. Có gì sau này từ từ nói. Không ăn nữa. Anh ra ban công hút điếu thuốc. Sao anh lại hút thuốc rồi? Chẳng phải anh cai lâu lắm rồi sao? Có phải chúng ta nên nói chuyện với nhau không? Nói chuyện gì? Chuyện của chúng ta. Cô có thể đi mách. Mách với mẹ cô. Hoặc là mách với ba tôi cũng được. Tùy cô. Chính vì anh ngày nào cũng vô cớ bới móc này đó, nên họ đã đủ mệt mỏi rồi. Nhất là chú Liễu. Tôi nghe bảo chú ấy đã cai thuốc lâu lắm rồi. Nhưng hôm nay sau khi anh bỏ đi, chú ấy đã ra ban công hút thuốc rất lâu. Con người ai ai cũng có chuyện phiền muộn. Ba tôi hút vài điếu thuốc là có thể giải quyết vấn đề, nhưng tôi thì sao? Ngày nào cũng phải đối mặt với những người đáng ghét. Vậy thì có phải tôi thảm hơn ông ấy không? Tim băng bạch sắt đấy à. Quay về chuyện của chúng ta đi. Trước đó tôi đã cảnh cáo cô. Nếu cô vào nhà tôi ở, tôi sẽ có giãn cách để bắt cô và mẹ cô đi. Sao hả? Có cần tôi giấu cô búp bê đến nơi nào thú vị hơn để cô động não và thể lực một chút không? Ai ai cũng có những thứ mà mình trân trọng. Anh muốn uy hiếp người khác thì giờ lại xem mình có nhược điểm hay không. Cô động vào đồ của tôi một lần nữa thử xem. Năm mới, ở một nơi mới, bắt đầu một cuộc sống mới. Có vui cười, cũng có nước mắt. Đó chính là ý nghĩa của trưởng thành.
năm 2003. Thông báo khẩn, để đối phó với dịch viêm phổi, tuần này cả trường nghỉ học. Các bạn học sinh hãy ở nhà ôn tập. Thời gian đi học sẽ thông báo sau. Ngoài ra, các bạn học sinh hàng tối trước 9 giờ 10 giờ báo lại nhiệt độ cơ thể cho cán bộ lớp. Cán bộ lớp sau khi thống kê sẽ báo lên chủ nhiệm. Lúc này đừng quên báo cáo nhiệt độ đó. Yên tâm đi, bây giờ chúng mình đi đá bóng, đá xong sẽ báo ngay. Thầy Cao nói rồi, nói là... Cậu làm gì vậy? Chung một bầu không khí, chung một số phận. Sao lúc nào cậu cũng đùa mấy trò vô duyên vậy chứ? Bên kia. Đi thôi. Alo, xin chào. 38,7 độ. Bùi Thượng Hiên, cậu có biết phép lịch sử khi gọi điện không? Sốt rồi chứ gì? Có ho không? Cậu lo cái gì? Có phải sợ mình chiều nay Hà mới hơi truyền bệnh cho cậu không? Cậu nghiêm túc một chút được không? Mình đang quan tâm cậu. Nhìn nhầm, 36,7 độ. Cậu thấy như vậy vui lắm phải không? Tạm biệt. Dám dập máy của mình. Bùi Thượng Hiên, đừng có đùa nữa. Mình biết là cậu. Cô à, cháu xin lỗi. Lily, Tiểu Quân hôm nay bị sốt cao, sốt tận 39 độ. Cô đang đưa nó đến bệnh viện. Nó cứ sốt ruột, bảo cô báo nhiệt độ cho cháu. Sao lại như vậy? Cô và bạn ấy đang ở bệnh viện nào? Lily, muộn như vậy cháu còn đến. Cô à, cháu đến thăm Tiểu Quân, cháu rất lo cho bạn ấy. Tiểu Quân đúng là bị sốt virus, nhưng về nhà quan sát ngay mấy ngày là được. Cháu xem cháu kìa, đến đây mà cũng không đeo khẩu trang. Cháu đến đây mẹ có biết không? Không sao đâu, cô yên tâm đi. Vậy cũng được, cháu đến đúng lúc lắm. Cô đi lấy ít nước cho Tiểu Quân, nó phải uống thuốc. Cháu giúp cô trong một lát. Dạ được, vậy cô đi đây. Tiểu Quân à, Lily, sao cậu đến đây? Mình nghe nói cậu bị ốm là mình lo chết đi được. Đã đỡ chút nào chưa? Cậu đắp chăn vào đi. Đừng để ốm. Cậu chịu tới thăm mình đã không dễ dàng gì rồi. Đừng lo lắng cho mình quá. Lily, cậu xem cậu kia, cậu không đeo khẩu trang. Cậu biết mình bị sốt, nếu để lây bệnh thì làm sao? Mình không sao đâu. Mình cũng không để cậu có chuyện gì hết. Cậu xem, cậu còn nhớ hồi sinh nhật mình, cậu đã tặng mình đôi búp bê này không? Xem chữ trên đó. Cậu thêu sao? Thực ra mình muốn nói xin lỗi cậu từ lâu lắm rồi. Nhưng mấy lần lời đã sắp thốt ra rồi, mình lại không mở được lời. Thực ra cũng đều tại mình không tốt. Rõ ràng là bạn tốt, mà lại vì sợ cậu ghét, không dám nói với cậu câu nào. Mình không ghét cậu. Mình chỉ là... Mình chỉ là tự ti. Mình biết mình không xinh đẹp, học hành cũng không tốt, lúc nào cũng cần cậu phải chăm sóc. Mình ở bên cậu không khác gì một gánh nặng. Mình không cho phép cậu nói như vậy. Thực ra đều là mình không đúng. Cậu có thể tha thứ cho mình không? Tha thứ cho mình lúc nào cũng bảo cậu ấu trĩ, lúc nào cũng bảo cậu sùng bái thần tượng là ngốc nghếch. Thực ra đối với Bùi Thượng Hiên, mình thực sự không, chuyện đó thực sự không đáng là gì. Mình thừa nhận,
Đúng là mình đã từng coi Bùi Thượng Hiên là thần tượng, nhưng mà như đó đều chỉ là mê trai thôi. Mấy ngày này bị bệnh, mình đã suy nghĩ rất nhiều. Mình phát hiện vào những lúc quan trọng như vậy, người mình nghĩ đến không phải là cậu ấy, mà là cậu. Nhưng mình không ngờ cậu lại đến đây nhanh như vậy. Lily, cậu tuyệt đối không được bệnh đâu. Nếu cậu mà bị lây bệnh của mình thì mình sẽ buồn chết đó. Mình không cho cậu nói những lời không lành như vậy. Chúng ta là bạn tốt suốt cả đời, đồng cam cộng khổ. Mình bóc cam cho cậu ăn nhé. Ăn quả to. Năm 2016, Lão Tiền, an toàn là quan trọng nhất. Lái cho cẩn thận một chút nhé. Cậu cứ chống đối mình có phải không? Cậu có biết cậu đi gặp ai không? Đây là người trưởng thành rồi, gặp ai mà chả được. Người đó thì khác. Bùi Thượng khi gặp cô ấy là gặp phải khắc tinh trong cuộc đời. Khắc tinh. Chào anh, cho hỏi anh tìm ai? Tôi tìm Hạc Dĩ Thần. Tìm tổng giám đốc Hàn, anh có hẹn trước không? Không có, nhưng tôi tìm cô ấy có dịp gấp. Tiểu Trương, hợp đồng của giám đốc Dư đã làm xong chưa? Bùi Thượng Hiên, năm 2003, nhìn kia, người đẹp. Đó là Hạc Dĩ Thần. Lily ngày trước cùng trường với tôi đó, lúc đó đã là người đẹp rồi. Mau đi hỏi đi, hỏi đi. Cậu ơi, mình giúp cậu nhé. Không cần đâu, cảm ơn. Tự mình làm được rồi. Được được được. Được rồi. Nó chỉ muốn giữ cậu một lát thôi. Cảm ơn. Được khách sáo. Nào chị biết tin, Lily mau qua đây. Lily đi, đi chơi với Dĩ Thần đi. Dĩ Thần, cậu xem ai đến này. Dĩ Thần. Dĩ Thần lại cao lên rồi. Con chào cô đi. Cái cậu bé này. Nào Lily, chúng ta ăn chút điểm tâm nào. Cảm ơn cô. Ngoan quá. Dĩ Thần, con phải học hỏi chị. Con biết không, kết quả học tập của chị tốt lắm. Năm nào thi cũng đứng đầu cả khối. Con đừng cả ngày chỉ biết ham chơi, biết chưa? Con bé này, mẹ Dĩ Thần này. Ừ thì hôm nay chị đến tìm em. Chị muốn... Em biết rồi, chuyện chị nói em đã biết hết rồi. Cứ để bọn trẻ chơi với nhau. Mình qua bên đó nói chuyện. Đi nào. Chị đừng tưởng chị học giỏi thì có gì ghê gớm. Em xinh hơn chị. Bất kể chị có thứ gì em cũng có thể có. Nhưng thứ mà em có chị không bao giờ có được. Chị Lily. Chị Lily. Phong cách đơn giản tự nhiên của chị bao năm không hề thay đổi. Đúng là không thay đổi. Hai người quen nhau xong. Phải đó, chị ấy là chị họ của mình. Các em, sau đây thầy giới thiệu với các em một thành viên mới của lớp mình. Mọi người cùng hoan nghênh bạn Dĩ Thần chứ.
Hàn Dĩ Thần, em tự giới thiệu bản thân với các bạn đi. Chào các cậu, mình tên là Hàn Dĩ Thần. Chữ Hàn trong chữ Hàn Quốc dĩ nhiên là thần, là thần buổi sáng. Mặc dù mình họ Hàn nhưng mình không phải đến từ Hàn Quốc đâu. Phải rồi, mình còn có một người chị họ học trong lớp này, chị ấy là Lily. Em họ cậu sao? Chính là loại em họ xa 80 đời. Em này ngon ghẻ hơn mấy em trong lớp mình. Đám nam sinh lớp mình đều dòm ngó cô nàng, đúng là bẻ mặt nam sinh. Mong là cậu khá hơn họ một chút. Lily, câu thể tích thịt khối trên bảng dùng công thức gì? Không trả lời được hay là không nghe lời? Ngồi đi, nghe giảng tử tế vào. Đá đi. Chuyện gì vậy? Người tiếp theo. Tình cờ vậy? Tình cờ quá. Tìm sách gì để mình giúp? Mình chỉ xem thử thôi, chưa cần gì hết. Lúc ở trường cả ngày giải bài tập, tan học rồi còn phải đọc sách tham khảo, sắp dở đâu rồi. Vậy tới đây để giải trí à? Vậy còn cậu? Mình cũng như cậu, lúc ở trường cả ngày giải bài tập, tan học rồi còn phải đọc sách tham khảo, sắp dở đầu rồi. Vậy nên mình tới đây đọc mấy thứ vui vẻ thư giãn, đọc manga, đúng không? Sanseya, không phải chứ, cậu cũng thích nó à? Không được sao, mình theo từng tập đó. Nhưng không phải con gái đều thích đọc mấy quyển như Thủy Thủ Mặt Trăng hay sao? Vậy ý cậu là mình không phải con gái bình thường? Không phải, tất nhiên cậu không phải con gái bình thường. Chào em, cô em tất cả 180 tệ. Không phải chứ, mua nguyên bộ luôn sao? Thực ra có thể thuê về đọc, càng tiết kiệm. Thứ mình thích, mình đều thích sưu tầm. Không phải cậu cũng chưa đọc sao? Mình sẽ cho cậu mượn, ý tốt của mình. Cậu sẽ không từ chối chứ? Tất nhiên là không. Nặng như vậy chắc là mình không xách nổi. Có gì đâu, để mình đi. Cậu còn thích gì nữa không? Mình sao? Tới nhà mình rồi, cảm ơn nhé. Cẩn thận, ngày mai gặp. Bye bye.
Bye bye. Bye bye. Dĩ Thần, lại đây giúp mẹ nào. Kể cho mẹ nghe trường mới thế nào. Trường mới rất thích, các bạn ai cũng vui vẻ. Kể sao cũng tình cờ, hôm nay mẹ gọi điện cho bác Mỹ Tình. Lily cũng học trường đó. Lily học giỏi lắm, như vậy cũng có thể kèm cặp, con học hành cho tốt, mẹ cũng yên tâm. Chị Lily giỏi như vậy, làm mẹ nghĩ con gái mẹ thua kém chị sao? Sao lại nói với mẹ như thế? Đùa thôi. Chị Lily rất giỏi giang, vậy nên con sẽ coi dễ là tấm gương. Dễ làm được thì con cũng sẽ làm được. Thứ dễ có con cũng phải có. Con bé này ngoan quá. Con lên tầng đây. Đi đi. Thượng Hiên, gần nhà mình mới mở một quán bowling, giảm giá 40%, có muốn đi chơi không? Được, nhưng chỉ hai mạng thì chán lắm. Còn ai muốn đi cùng không? Mình muốn đi, mình cũng muốn đi. Vậy mình cũng đi. Đi cùng đi, Dĩ Thần, còn cậu. Được, nhưng mà mình chơi tệ lắm. Các cậu đừng cười mình. Lily, chúng mình cũng đi đi. Mình không đi đâu. Mình phải về nhà làm bài tập. Lily, đi cùng đi cho vui. Hôm nay làm bài tập chẳng được, chỉ giảm giá có hạn. Giả lại, cậu nên tham gia hoạt động ngoại khóa, có ích cho cậu. Hôm nào cũng học chán chết đi được. Được rồi. Đi. Cho cậu hay, phải chọn một quả bóng vừa tay cậu. Mình thấy quả này vừa với cậu. Đưa tay vào như vậy. Nhét hai ngón tay, ngón cái thì để ở đây. Đúng vậy. Đúng rồi, cậu nhìn mình. Nhìn mình làm nhé, đưa bóng cho mình. Xoạc hai chân, chân trái bước lên trước. 1, 2, 3, 4, 5. Tuyệt đó. Thử nữa đi. Chúng ta thử lần nữa. Dĩ Thần, sao giờ mới tới? Xinh quá, đi lại đây chơi nào. Chơi đi, chơi đi. Dĩ Thần cố lên. Nữ thần không chỉ xinh đẹp, chơi gì cũng giỏi. Đâu có, vẫn còn hai cái chưa đổ đó thôi. Xem mình đây. Thiên Thiên cố lên. Cố lên Thiên Thiên. Cố lên nào. Giỏi quá đi. Tuyệt quá Thiên Thiên, tuyệt quá. Để phạt mình hôm nay tới trễ, mình sẽ thanh toán tiền. Mọi người cứ chơi thoải mái đi. Lily, lại đây. Chơi xem nào. Xem mình vừa dạy cậu còn học được bao nhiêu. Đúng vậy Lily, chơi đi. Chơi đi nào. Chơi đi. Lại đây chơi đi. Mình không biết chơi. Để mình đi trong túi cho, mình không chơi đâu. Lily chơi đi. Nào chơi đi, chơi đi. Chị Lily, chị đừng xấu hổ. Chơi cùng với bọn em đi được không? Chị Lily à, đúng vậy, chơi đi. Chơi đi, chơi đi mà. Chơi đi. Lily, Lily. Lily, Lily. Cố lên. Để mình chụp ảnh lưu niệm lại. Cố lên chị Lily, cố lên. Lily à. Cười cái gì chứ? Không, 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 không. Chị Lily. Bùi Thượng Hiên, cậu chơi dở tệ. Đừng nói là đồ đệ của mình đó. Chị Lily có sao không? Các cậu đừng cười chị Lily nữa.
Ai mới bắt đầu chơi bowling mà không bị ngã chứ? Các cậu chưa ngã bao giờ sao? Chưa bao giờ. Mình không hợp chơi bowling. Mình về nhà đây. Chị đừng giận mà. Đừng có về. Chơi với bọn mình đi. Đùa thôi mà Lily. Phải rồi. Mình muốn nói chuyện này với các cậu. Mong các cậu đồng ý. Chuyện gì? Cuối tuần này là sinh nhật của mình. Mình muốn mời các cậu đi dã ngoại ăn BBQ. Mong các cậu sẽ tới. Nếu các cậu không tới thì mình sẽ buồn lắm. Chắc rồi, bọn mình sẽ tới hết. Chị Lily, chị cũng phải tới nha. Chị còn phải ôn bài. Chị không đi đâu. Đi đi Lily à. Ai cũng đi hết mà. Đúng vậy, đi cùng đi. Chị xem ai cũng đi kìa. Không đi sao? Đi đi. Đi đi mà. Mẹ tới gặp con là để nói là mẹ sắp ra nước ngoài rồi. Con à, xin con tha thứ cho quyết định của mẹ. Mẹ rất yêu con. Nhưng chỉ khi mẹ làm như vậy thì hai mẹ con ta mới có hạnh phúc. Mẹ nói dối. Mẹ ích kỷ hệt như ba. Các người chỉ lo cho cuộc sống của riêng mình, chưa bao giờ nghĩ tới suy nghĩ của con. Thiên dân à, con bình tĩnh lại đi. Chuyện của ba mẹ đến nông nỗi này chẳng ai mong muốn hết. Con phải biết mẹ rất yêu con. Mẹ cũng không nỡ xa con. Dối trá. Các người đều là lũ dối trá. Thiên dân, đi đi. Bà đi đi. Đi đi. Phải phải, yên tâm. Sinh nhật Dĩ Thần, Lily nhất định sẽ tới. Được, vậy mai gặp nhé. Bye bye. Sao vậy, sao trông ủ rũ vậy? Chẳng có tinh thần gì hết. Mẹ, con không được khỏe. Mai con không đi được, không? Con không... Mẹ biết, con không muốn dự sinh nhật của Dĩ Thần đúng không? Bao nhiêu người chúc mừng em ấy rồi, cần gì con nữa? Nhưng con là chị của nó mà, con khác với người khác. Và lại mẹ của Dĩ Thần cũng gọi điện tới rồi. Mẹ biết con có suy nghĩ gì về Dĩ Thần. Dĩ Thần từ nhỏ đã được nuông chiều như công chúa, nên mới thành ra muốn có thứ gì là phải có cho bằng được. Nhưng con phải nhớ, lúc nhà ta khó khăn nhất, mẹ của Dĩ Thần đã giúp đỡ nhà chúng ta. Giả lại con là chị nó, con cũng nên nhường nhịn nó một chút. Mẹ à, thôi đi. Vậy mẹ đi chọn đồ cho con. Tuy chúng ta không so bị với công chúa, nhưng cũng phải xinh đẹp đi chơi chứ, đúng không? Đó là công chúa, con là người hầu, giống nhau sao được? Con là người hầu, vậy mẹ là mama sao? Mama đã có lời, con đành tuân lệnh. Chuẩn bị sang cơm nhé.
Tấm ảnh này anh yêu thích như vậy, sao lại tự nhiên xé nó đi? Thực ra anh cũng không thực sự ghét tôi với mẹ tôi nhỉ? Chẳng qua là do anh yêu mẹ anh quá thôi. Thực ra tôi có thể hiểu suy nghĩ này của anh, nhưng tôi thấy anh còn may mắn hơn tôi nhiều, bởi vì mẹ anh vẫn còn sống. Bất luận đi tới góc nào của thế giới này, mẹ cũng sẽ tiếp tục yêu anh. Còn ba tôi đã đi tới một thế giới khác, chỉ để lại cho tôi hồi ức. Có lẽ hằng học ngỗ ngược là các anh biểu đạt rằng bản thân mình cũng cần được yêu thương, phải không? Hy vọng anh có thể hiểu được, chúng ta chỉ có thể làm tổn thương những người mà chúng ta thân nhất, yêu nhất. Nếu như anh cũng yêu họ, thì hãy thông cảm cho họ. Trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Cho đi tình yêu, anh sẽ càng nhận được nhiều yêu thương. Lily, mau chóng ăn sáng đi, kẻo sẽ bị muộn đó. Mẹ con tới đây. Chào. Hét gì mà hét? Thấy ma sao? Chào. Cậu ta là Chào Bình. Lẽ nào? Mẹ, con đó rồi. Tới đây, tới đây. Nào. Được rồi, con ăn trước đi, mẹ đi gọi chú dậy. Có lẽ là ý tốt của Lily, cũng có lẽ là gì, cô ấy đã hiểu được nỗi lòng tôi. Vào buổi sáng đó, tôi thật lòng muốn hòa giải với cô ấy. Muốn một người thích mình thực ra rất đơn giản, chỉ cần cho người đó một giọt nước ở trong sa mạc. Năm 2016, hiếm khi có khách tới, uống tách cà phê đi. Tôi tới không phải để ôn chuyện xưa, tôi tới chỉ để hỏi cô một câu. Lily đi đâu rồi? Lâu rồi chưa gặp, lẽ nào chúng ta không nên hàn huyên một lát sao? Hơn nữa, sao anh cho là tôi sẽ biết Lily là chị họ cô? Cô ấy kết hôn, cô không xuất hiện, đây giống như là một chuyện rất kỳ lạ. Hơn nữa vừa nãy khi tôi hỏi cô không hề có biểu hiện kinh ngạc gì hết. Vậy có nghĩa là ít nhất cô cũng biết được chút gì đó. Bùi Thượng Hiên là ông chủ lớn quả nhiên là khác. Trong đời quả nhiên là một nơi rèn luyện tốt. Gần đây tôi thường nhớ tới những chuyện khi còn đi học. Khi đó chúng ta thật là ngây thơ. Bọn họ cũng giao dỗ dành anh. Mấy chuyện đó tôi không muốn nói nhiều nữa. Trường đời chẳng phải là do cô gửi tôi tới sao? Toàn là những chuyện ấu trĩ và lỗ mãng. Tôi không phủ nhận quá khứ, nhưng tôi sẽ không ngừng tiến về phía trước. Sau khi tôi về nước, đã có biết bao nhiêu chuyện gì anh, nhưng anh không hề nhìn thấy. Trong lòng anh chỉ có mỗi Lily. Chuyện này đã qua rất lâu rồi, tôi đã không còn để ý đến nữa. Sao cô cứ phải cố chấp bám víu mà không để nó ra đi? Chúng ta quay lại chuyện chính. Lily là chị họ của cô. Nếu như cô thực sự biết cô ấy đang ở đâu, phiền cô nói với tôi. Mọi người đang tìm cô ấy. Lily thực sự rất lợi hại. Từ nhỏ tới lớn, chị ta đã cướp hết mọi thứ của tôi, nhưng lúc nào cũng làm ra vẻ thanh cao vô hại, làm anh và Liễu Thiên Dân đều suy bê chị ta. Đừng nói với dần chuyện đó nữa. Bây giờ tôi không có thời gian nói chuyện phím với cô. Cô hãy dịch tất cả những thứ cô có bây giờ đi. Muốn gì có nấy. Có ai có thể cướp được gì từ cô chứ? Đây mới là điểm đáng buồn nhất của tôi. Thời cấp 3 cũng như một vở kịch. Rõ ràng tôi mới là nữ chính trên sân khấu. Lily chẳng qua chỉ là một con nha hoàn. Vậy mà chị ta có thể nhẹ nhàng có được sự chú ý của anh và Daniel. Nhưng mà tại sao rõ ràng là tôi vì công chúa, sao lại đến cuối cùng lại không có ai thích tôi chứ?
Có lẽ vai trò của mỗi người trong đời là do hành vi của người đó quyết định, nhưng không phải lúc nào mọi việc cũng như mình nghĩ. Không phải lúc nào bên cạnh công chúa cũng là hoàng tử và kỵ sĩ. Cô muốn là tâm điểm, chuyện này không có gì sai trái, nhưng cô cũng không thể chỉ biết tranh đoạt mà không biết hy sinh. Như vậy thì tất cả mọi người đều sẽ rời xa cô. Trước đây là tôi đã sai, nhưng mỗi người đều phải phạm sai lầm mà. Lẽ nào tôi không được có cơ hội để hối cải? Chuyện đó tôi không trách cô nữa, thậm chí còn phải cảm ơn cô. Nếu như không phải vì cô thì tôi sẽ không biết người không bao giờ rời bỏ tôi thật ra là ai. Giữa tôi và cô, chính cô là người buông tay trước. Bây giờ cho dù tôi có tha thứ cho cô đi chăng nữa thì chúng ta cũng không thể giống như ngày xưa được, đúng không? Vậy nên là tôi đã từ bỏ anh trước. Nếu như vậy thì tôi cũng không thua Lily, đúng không? Cô không thua bất kỳ ai. Mong là cuộc đời cô sau này sẽ ít đi những hối hận và thêm nhiều kiên trì. Nếu như cô cũng không biết Lily đang ở đâu, vậy tôi cũng không có thời gian nói nhiều nữa. Chúc cô mọi chuyện thuận lợi. Tạm biệt. Năm 2003, chụp ảnh nào. 4, 3, 2. Chúc cậu sinh nhật vui vẻ. Sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn. Thực sự rất cảm ơn mọi người có thể tới chúc mừng sinh nhật mình. Mình thực sự rất vui, rất cảm động. Mình chuyển tới lớp này không quen nhiều bạn, cho nên mình cực kỳ trân trọng những ngày tháng ở bên mọi người, trân trọng tình bạn này. Hy vọng trong ngày tháng sau này các cậu sẽ luôn là bạn của mình. Cảm ơn mọi người. Hey, Dĩ Thần à, con người cậu tốt như vậy lại rất xinh đẹp, chúng mình đương nhiên muốn làm bạn với cậu rồi. Đúng vậy, chính là vậy. Dĩ Thần, sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn chị Lily. Đây là của mình, còn cả của mình nữa. Sinh nhật vui vẻ, cảm ơn. Nào để mình cầm giúp cho. Cười lên nào, cười lên. Cho mình chụp với, chỗ nào cũng có cậu hết. Cười lên nào. Của hai người đây. Nào đào chụp hình đi. Lý Quân, hai chúng ta có thể coi là đã hòa giải không? Đừng có vừa thấy mình thì giống như kẻ thù vậy. Làm gì vậy? Sao mà cười còn khó coi hơn khóc? Sao hả? Chê mình cười xấu sao? Vậy thì cũng hơn gương mặt không cảm xúc của Lily. Đúng vậy nhỉ? Sao đây? Buồn cười lắm sao? Mọi người à, mọi người tập hợp một chút. Đi đâu? Cậu ta cũng qua đó rồi. Mình muốn nói với mọi người một chuyện. Thì ra hôm nay tới đây, ngoài chuyện mời mọi người ăn thịt nướng ra, chủ yếu là muốn để mọi người ngắm chim di trú. Chim di trú? Chim di trú là khó gặp lắm. Nếu như hai người có thể cùng nhau nhìn thấy, có nghĩa là hai người đó rất có duyên. Mình có một chủ ý này. Chúng ta hãy chia hai người làm một tổ, xem ai có thể thấy chim di trú trước thì người đó thắng. Hay quá, đi tìm đi. Nào, chúng ta bắt đầu đi. Bắt đầu về phía này. Bọn họ là lũ ngốc. Nếu muốn thấy chim di trú, ai có thể hiểu biết hơn cậu? Hai chúng ta một tổ, chắc chắn sẽ tiêu diệt được bọn họ. Đi nào.
Lily à, còn phải đi bao lâu nữa? Buổi trưa mình chỉ ăn qua loa, bây giờ đói lắm rồi. Không tới chỗ lao sậy, sao có thể thấy được chim di trú? Kiên trì lên nào. Con người có ba chuyện gấp, dù sao cũng là hướng đó. Chốc nữa mình qua đó sao? Nếu như cậu lạc đường hoặc là không tìm thấy chim di trú, mau chóng quay lại nhé. Vậy cậu thực sự không đi sao? Vậy được rồi, cậu về ăn trước đi. Mình đi tìm một lúc, nếu không thấy mình sẽ quay lại tìm cậu. Được. Bye bye. Đi tới đây rồi sao còn chưa thấy chim di trú? Xem ra là hôm nay không thấy được rồi. Lily, sao có một mình vậy? Đồng đội đâu? Có phải Lý Quân chơi xa quá đi về trước rồi không? Vậy đồng đội của cậu đâu? Dĩ thần làm ướt vậy nên đành phải về thôi. Quay bảo mình đi tìm Long Vũ của chim di trú làm quà sinh nhật. Cái này hơi khó. Đừng nói là Long Vũ, bây giờ tới bóng của chim di trú mình cũng không thấy. Nè, như vậy đủ để cậu bàn giao rồi chứ. Cái lồng vũ đẹp như vậy sao không giữ lại cho bản thân mình? Cho dù có thích cũng chưa chắc thuộc về mình. Cầm lấy. Cậu xem, một đàn chim di trú lớn chưa kìa. Chim di trú mỗi năm sẽ từ cực Bắc bay tới cực Nam, rồi từ cực Nam về lại cực Bắc. Một năm phải bay hơn 40.000 km. Bất kể bão táp mưa sa, mỗi năm vào lúc này bọn chúng sẽ bay về. Chỉ cần cậu đợi được thì nhất định sẽ thấy được bọn chúng. Trong các loài vật, những lời hứa nhất chắc chắn là chim di trú. Chim di trú mặc dù xuất sắc, nhưng trong các loài vật ngoài bọn chúng ra còn có một người của nhân loại tên là Bùi Thượng Hiên. Một lời của Bùi Thượng Hiên, chim di trú khó đuổi, là quân tử nhất ngôn, tứ mã năng truy chứ. Biết cậu biết nhiều thành ngữ rồi. Năm nay gặp được rồi, không biết sau này bao giờ mới được gặp lại. Chẳng phải quá đơn giản sao? Năm nào bọn chúng chẳng tới, sao năm chúng quay lại chúng ta cũng quay lại. Sang năm mình không biết chúng ta đang ở đâu. Bất kể là ở đâu, chỉ cần chúng ta đã hứa rồi thì nhất định sẽ quay về. Làm gì?